Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn làm sao để có thể lựa được cho mình một chiếc chén khải hợp lý và cách sử dụng chén khải như thế nào. Đối với chén khải thì có rất nhiều hình dạng, hình dáng khác nhau và cũng như hoa văn, và đồng thời cũng là chất liệu. Thì những chiếc chén khải này nó sinh ra để cho phù hợp với những từng người phù hợp với sẽ cho những lựa chọn phù hợp. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn làm sao để có thể lựa chọn được cho mình một chiếc chén khải phù hợp. Trên đây chúng ta có rất nhiều chiếc chén khải, rất nhiều hình dáng khác nhau và hoa văn họa tiết khác nhau. Ngoài ra chất liệu cũng khác nhau nữa. Mọi người hỏi mình là những chiếc chén khải có gì khác nhau, thì hôm nay mình sẽ trả lời cho câu hỏi đó. Những chiếc chén khải bạn thấy cấu trúc nhỏ, lớn, cao, thấp, có những loại có đĩa và có những loại không có đĩa bên dưới, thì nó khác nhau như thế nào? Đầu tiên, đối với những chiếc chén có kích thước khác nhau, đó là về dung tích. Nếu như bạn muốn sử dụng cho 1 đến 2 người, bạn có thể sử dụng những chiếc chén khải nhỏ như thế này. Như thế này. Và đây nữa. Những chiếc chén này thì thường có dáng cao, miệng nhỏ, nắp vừa vặn và phần chóp ở trên nắp này cao. Thì những cái phần chóp cao như này sẽ giúp cho chúng ta không bị bỏng khi mà chúng ta cầm. Và lưu ý khi cầm thì mọi người nên cầm hai ngón, dùng ba ngón tay, chúng ta sẽ dùng chính là ba ngón tay này, cầm sang hai bên, ngón trỏ để giữa hai ngón hai bên, ba ngón tay của chúng ta thẳng hàng. Và khi trước khi rót thì chúng ta nên tạo một khe hở nhỏ, như vậy thì khi chúng ta rót thì nước sẽ không bị chảy ra sang hai ngón tay, như vậy nó sẽ rất là hữu ích, rất là tiện mà không sợ bị bỏng. Thường thì mọi người vẫn hay sợ bị bỏng, nhưng mà cái điều này chỉ là về cái độ chuyên nghiệp của mọi người thôi. Khi mà chúng ta luyện tập nhiều thì sẽ sử dụng nó phù hợp, thấy nó rất là hữu ích. Vì những chiếc chén khải này ấy, thì giúp các bạn pha trà dễ dàng và vệ sinh cũng rất là dễ dàng. Vì phần nắp mình rất là linh hoạt, các bạn có thể mở nắp ra, đổ trà ra và tráng trà. Ở trong chén khải mình có thể pha một loại trà mới. Và đối với những chiếc chén lớn hơn một chút, đây, ví dụ như chiếc chén này lớn hơn một chút thì chúng ta có thể sử dụng cho khoảng 3 đến 4 người. Và nếu như ai cần lớn hơn một chút nữa, to hơn, thì chúng ta sử dụng một chiếc chén như thế này. Chúng ta có thể sử dụng pha được cho nhiều người, ví dụ khoảng từ 4 đến 6 người cũng phù hợp. Nó sẽ tùy vào cái nhu cầu sử dụng thì mọi người sử dụng một chiếc chén sao cho phù hợp. Còn đối với dòng sứ này thì có hai phân khúc, đó chính là một loại dòng cấp bình thường và những dòng cao cấp. Ngoài ra thì có những cái loại làm thủ công, người ta vẽ bằng tay lên thì những cái dòng đấy sẽ cao hơn. Nhưng ở đây mình sẽ nói đến hai dòng sứ, dòng sứ trắng từ Cảnh Đức và dòng sứ ở Giang Tô. Thì hai dòng sứ này thì nó sẽ tạo cái điểm khác nhau. Ở Trung Quốc thì đa phần là như vậy. Còn nó khi mà nói là chính xác chất lượng như thế nào thì nó là do cái nhà lò sản xuất, và họ sẽ có những công thức để tạo cái lớp men nó mịn, nó bóng, hoặc là nó vẫn có cái độ thô ráp khác nhau để tạo nên giá trị cho sản phẩm nó như vậy. Thế nên là khi các bạn lựa chọn sản phẩm thì các bạn có thể nhìn đánh giá xem sản phẩm như thế nào. Ví dụ những cái dòng có phân khúc, phân cấp thì nó sẽ có những cái đường chỉ vàng như trên này. Ví dụ như chiếc chén này cũng thế, có những cái đường chỉ vàng. Thì đường chỉ vàng này nó tạo nên cho mình là đây là dòng sản phẩm cao cấp. Còn những dòng sản phẩm không có đường chỉ vàng, ví dụ như chiếc chén này, là phần miệng nó không có đường chỉ vàng ánh kim nhỏ, thì cái sản phẩm nghĩa là cái chất men bình thường và giá sản phẩm cũng sẽ thấp hơn một chút. Nhưng có những loại sản phẩm không để lại những cái dấu vết đó cho mình nhận biết, thì chúng ta cần nên nhìn vào họa tiết và sờ và xem cái chất liệu của sản phẩm như thế nào. Thì đây là cách để mình phân biệt chiếc chén khải. Còn tiếp theo là đối với nam nữ thì mình sử dụng như thế nào? Thì thường là các bạn nữ thì sẽ tay sẽ nhỏ hơn, yếu hơn, thì mình nên sử dụng những chiếc ấm, những chiếc chén khải nhỏ mình cầm cho phù hợp cho dễ. Và tay mình nên thử thao tác rót xem có phù hợp hay không, thì các bạn sẽ có thể sử dụng mua. Còn đối với các bạn nam lớn thì các bạn có thể sử dụng những chiếc khải lớn, ví dụ như chiếc chén khải này, mình có thể thử trên tay, cầm rất là phù hợp, rất là tiện.
mình cũng phải xem họa tiết nữa, mình phù hợp với cái phong cách nào mình có thể lựa chọn những cái đó. Thì đấy là những cái tiêu chí để mình có thể chọn chiếc chén khảm. Còn về cách cầm, mình sẽ hướng dẫn thêm, đó chính là một số bạn nếu như mà mình đối với những cái loại mà không có đĩa như thế này thì thường là mọi người sẽ cầm theo phong cách mà 3 ngón tay, 2 ngón tay đặt dưới, 1 ngón tay đặt trên, và mọi người rót như thế này. Mọi người sẽ đặt một chiếc chén tấm, mọi người sẽ rót. Thì như vậy là cũng có thêm một cách cầm nữa. Thì đối với chén tấm thì đối với chén khải nó rất là linh hoạt để sử dụng. Và khi pha trà bằng ấm từ xa hay là pha trà bằng chén khải thì các bạn nên có một chiếc tấm cho mình. Ví dụ như các bạn có thể dùng tấm thủy tinh hoặc là tấm sứ, nhưng mà đối với mình thì mình khuyên các bạn nên sử dụng tấm thủy tinh để các bạn có thể nhận diện được cái màu của nước trà, xem là mình pha như vậy phù hợp hay chưa, là nước trà nó có bị đắng quá không, nó có nhạt quá không, nó có đậm không, và cái để nhận diện hương thì là mùi hương sẽ tỏa lên. Còn về màu sắc mình sẽ nhìn trên tấm thủy tinh nó sẽ dễ hơn, còn nó sẽ tùy vào cái không gian mình bày trí như nào mà mình sẽ lựa chọn những cái món đồ cho phù hợp. Còn đây là mình giới thiệu qua về những chiếc chén khải để các bạn có thể có những lựa chọn riêng cho bản thân mình và có những lựa chọn phù hợp. Xin chào các bạn.